bạn đang xem Bảo vệ rừng và môi trường TV. Kênh thông tin đa phương tiện của tạp chí điện tử Bảo vệ rừng và môi trường. Bản tin toàn cảnh nông lâm nghiệp, tài nguyên môi trường Việt Nam. Giảm thiểu sử dụng sản phẩm từ động vật hoang dã trong y học cổ truyền. Điều chỉnh cách đăng ký xuất khẩu vào Trung Quốc với một số mặt hàng thực vật. Thành phố Hồ Chí Minh sắp mở phố đêm chợ lớn. Việt Nam là nguồn cung cà phê lớn nhất cho Tây Ban Nha. Giảm thiểu sử dụng sản phẩm từ động vật hoang dã trong y học cổ truyền. Sáng nay 17 tháng 3, tại Hà Nội, trong khuôn khổ dự án bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp do USAID tài trợ, Ban Quản lý các dự án lâm nghiệp MBFP, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Viện Dược liệu Quốc gia NIMM, Bộ Y tế và Trafic đã khai mạc triển lãm tài nguyên dược liệu Việt Nam, chung tay bảo tồn động vật hoang dã nguy cấp. Mô hình vườn cây thuốc rộng 60m² bao gồm trên 50 loài cây thuốc phổ biến, thường dùng trong y học cổ truyền để điều trị các bệnh trước đây, cho rằng cần sử dụng sản phẩm từ động vật hoang dã trái pháp luật, chẳng hạn như bồ công anh, cây kim ngân, hương nhu. Triển lãm được lồng ghép các thông điệp cảnh báo về nhu cầu và mức tiêu thụ đáng báo động các sản phẩm từ động vật hoang trái pháp luật trong y học cổ truyền, xóa bỏ quan niệm sai lệch coi các sản phẩm từ động vật hoang dã trái pháp luật là phương thuốc chữa bách bệnh. Triển lãm mở cửa đón khách tham quan từ ngày 17-19 tháng 3 tại Trung tâm Tài nguyên Dược liệu Viện Dược liệu Quốc gia, kết hợp trưng bày mô hình vườn cây thuốc tại phố sách Hà Nội, phố 19/12 đến hết ngày 23 tháng 3. Khách tham quan triển lãm sẽ có cơ hội tìm hiểu về công dụng và lợi ích của nguồn tài nguyên dược liệu phong phú, đa dạng tại Việt Nam. Đồng thời, có cơ hội trải nghiệm các hoạt động bổ ích như quan sát và tham gia vào quy trình làm tiêu bản mẫu dược liệu, nhận dạng loại cây thuốc và trao đổi với các chuyên gia về động vật hoang dã từ Trafic và Viện Dược liệu Quốc gia. Điều chỉnh cách đăng ký xuất khẩu vào Trung Quốc với một số mặt hàng thực vật. Ngày 15 tháng 3, Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có công văn số 637/BVTVATTPMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh, thành phố, Ban Quản lý An toàn Thực phẩm, các hiệp hội lương thực, tiêu, điều, cà phê, rau quả, doanh nghiệp xuất khẩu nông sản thực phẩm vào Trung Quốc về việc điều chỉnh một số nội dung công văn số 953/BVTVATTPMT. Các mặt hàng thực phẩm có nguồn gốc thực vật quy định tại mục 1.1 của công văn số 953/BVTVATTPMT tiếp tục đăng ký xuất khẩu sang Trung Quốc trên hệ thống đăng ký trực tuyến HTTPS, kifersingwindow.cn của GACC, gọi tắt là CIFEZ. Tuy nhiên, các mặt hàng rau tươi, gia vị có nguồn gốc thực vật, không nghiền, không xay, đậu khô, ngũ cốc thực phẩm, trừ gạo, hạt có dầu, hạt cà phê chưa qua chế biến, cacao, chưa qua chế biến sẽ đăng ký theo cách nộp hồ sơ gồm các giấy tờ theo yêu cầu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc về Cục Bảo vệ Thực vật Phòng An toàn Thực phẩm và Môi trường qua email qlattpmt.bảovethucvatmat.gov.vn. Kết quả đăng ký về mã số xuất khẩu được công bố trên trang thông tin điện tử Vụ Kiểm dịch Động Thực vật Tổng cục Hải quan Trung Quốc là http://dzcustoms.gov.cn. Với các doanh nghiệp đã có mã số xuất khẩu theo hình thức đăng ký nhanh trước 31 tháng 12 năm 2021, có trách nhiệm cung cấp và cập nhật thông tin hồ sơ theo yêu cầu tại mục 5 của công hàm 353 ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc trước ngày 1 tháng 7 năm 2023. Doanh nghiệp có nhu cầu xuất khẩu sang Trung Quốc cần tham vấn kỹ các quy định của Trung Quốc, đọc kỹ và cập nhật các hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành tại các công văn trên để thực hiện. Thành phố Hồ Chí Minh sắp mở phố đêm chợ lớn. Đề án phố đêm chợ lớn của Ủy ban Nhân dân quận 6 dự kiến tổ chức trên các tuyến đường xung quanh chợ Bình Tây, theo phương án xã hội hóa thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực, kinh nghiệm tổ chức và vận hành. Cụ thể, phố đêm hoạt động từ 18 giờ hàng ngày tại vỉa hè 4 tuyến đường Nguyễn Hữu Thuận, Tháp 10, Lê Tấn Kế, Trần Bình với tổng diện tích hơn 1.500m². Nơi đây tổ chức thành 8 khu chức năng, buôn bán các mặt hàng ăn uống, món ăn đặc trưng của người Hoa, thời trang, đồ lưu niệm, đồ công nghệ. Ngoài ra, nơi này còn có bãi giữ xe, nhà vệ sinh công cộng, sân khấu biểu diễn, nhà ban quản lý, tiểu cảnh ánh sáng nghệ thuật, khu không gian công cộng. Với lượng khách ước tính khoảng 2.000 lượt mỗi đêm, quận 6 đặt ra nhu cầu gửi khoảng 20 xe hơi và 300 xe máy, xe đạp tại 6 vị trí xung quanh chợ Bình Tây. Phố đêm chợ lớn sẽ được đầu tư hệ thống camera hồng ngoại cùng đội ngũ bảo vệ theo dõi thường xuyên để xử lý kịp thời các tình huống xấu, giữ an toàn cho tiểu thương và du khách. Hệ thống Wi-Fi miễn phí phủ khắp khu vực, kết hợp quảng bá hình ảnh, thông tin du lịch của địa phương, các sản phẩm của khu phố đêm. Nếu được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận, phố đêm chợ lớn sẽ hoạt động ngay trong năm 2023. Việt Nam là nguồn cung cà phê lớn nhất cho Tây Ban Nha. Việt Nam là nguồn cung cà phê lớn nhất tính theo lượng cho Tây Ban Nha, đạt 113.550 tấn,
trị giá xấp xỉ 269 triệu euro, tương đương 287 triệu USD, tăng 21,6% về lượng và tăng 78,9% về trị giá so với năm 2021. Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Tây Ban Nha từ thị trường thế giới tăng lên 30,16%. Thống kê cho thấy tháng 2 năm 2023, xuất khẩu của Việt Nam đạt trên 200.000 tấn, trị giá 434,9 triệu USD, tăng 40,3% về lượng và tăng 40,1% về trị giá so với tháng 1 năm 2023, so với tháng 2 năm 2022 tăng 43,5% về lượng và tăng 35,3% về trị giá. Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 342.300 tấn, trị giá 745,28 triệu USD, giảm 7,8% về lượng và giảm 9,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Tháng 2 năm 2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam đạt mức 2.174 USD trên tấn, giảm 0,2% so với tháng 1 năm 2023 và giảm 5,7% so với tháng 2 năm 2022. Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam đạt 2.177 USD trên tấn, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm 2022. Theo Cục xuất nhập khẩu, Tây Ban Nha là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Việt Nam trong khối EU, là đối tác xuất khẩu lớn thứ 7 và đối tác nhập khẩu lớn thứ 8 của Việt Nam. Bạn đang xem Bảo vệ rừng và môi trường TV. Kênh thông tin đa phương tiện của tạp chí điện tử Bảo vệ rừng và môi trường. Bản tin toàn cảnh nông lâm nghiệp, tài nguyên môi trường Việt Nam.